Action. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Way Movie. Trước thời điểm mình viết video này, kênh của chúng mình đã đạt được mốc 10.000 người đăng ký. Bản thân mình cảm thấy rất biết ơn với sự ủng hộ của các bạn. Vì thế, mình đã dạo quanh một vòng comment để xem qua các gợi ý của các bạn về nội dung video. Trong số đó, có một comment làm mình khá chú ý. Đó là từ bạn Hải Võ. Khi bạn đã yêu cầu chúng mình viết về bộ phim The Godfather hay với tựa đề tiếng Việt là Bố Già. Mình bất chợt nhận ra, đã lâu nay mình chưa xem lại bộ phim này. Vì thế, mình đã dành một buổi tối ngả lưng trên ghế tận hưởng lại tuyệt tác điện ảnh 2 tiếng 57 phút này. Ngày hôm nay, mình và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm những thông tin đáng chú ý và giải mã bộ phim này nhé. Đây sẽ là một video khá dài nên các bạn hãy lấy bắp rang và ngả lưng tựa trên ghế của mình để có thể có những giây phút đắm chìm trong thế giới mafia Ý vào những năm 50 của thế kỷ trước nhé. Và tất nhiên, đã là một video giải mã thì ắt hẳn chúng mình sẽ spoil tất tần tật các thông tin về phim. Vì thế, nếu bạn chưa xem qua phim thì mình rất khuyên các bạn hãy dừng video này lại mà tìm xem tuyệt phẩm điện ảnh này ngay thôi. Còn nếu như các bạn đã xem qua hoặc không có ý định thì chúng ta bắt đầu thôi. Let's go! Là một trong những tác phẩm đầu tiên đã chú trọng đến yếu tố nghệ thuật trong điện ảnh, ngay cả trong logo tiêu đề của mình, The Godfather cũng ẩn chứa những nội dung nghệ thuật vô cùng sáng tạo, độc đáo, nhưng không kém phần ẩn ý sâu xa. Logo của phim cho chúng ta thấy một bàn tay màu trắng như thể có vẻ đang giật dây điều khiển rối trên một phông nền màu đen. Chính bàn tay này là hình ảnh tượng trưng cho quyền lực và sự thao túng gần như tuyệt đối của những gia đình tội phạm lên toàn bộ xã hội tại thời điểm mà bối cảnh phim diễn ra. Vì sao đoàn làm phim lại lựa chọn hình ảnh bàn tay điều khiển rối mà không phải là một hình ảnh khác? Nếu như bạn đã xem qua phim thì các bố già thường không trực tiếp nhúng tay vào những hoạt động và tình hình ngoài xã hội. Thay vào đó, họ tạo ra những quyết định và đưa ra chỉ thị cho những kẻ dưới quyền của mình. Hệt như cách mà một nghệ nhân múa rối thông qua các sợi dây để có thể điều khiển các cử chỉ, hành động của những con rối của mình. Chính vì lẽ đó, 6 sợi dây có thể hiểu như 6 người con của ông trùm Don Vito Corleone, người thân cận được ông giao phó trực tiếp những công việc của mình. Nền đen của tiêu đề chính là hình tượng của sự mờ ám, không rõ ràng và bí mật. Nói cách khác, thì hình ảnh của logo chính là hình ảnh tượng trưng cho những ông trùm giật dây điều khiển tất cả mọi thứ trong bóng tối. Ngay cả việc sử dụng màu sắc trong tiêu đề cũng là cả một nghệ thuật. Thay vì sử dụng màu đỏ, màu của bạo lực và của máu để thể hiện sự khắc nghiệt và nguy hiểm của thế giới ngầm, màu trắng lại là màu được sử dụng. Dụng ý của việc này nhằm tạo sự tương phản đối lập giữa hai mảng màu trắng đen, thứ được sử dụng rất tốt trong phim mà mình sẽ nói ở ngay ý sau. Chính sự tương phản này không những tạo ra được sự bắt mắt trong thiết kế mà nó đã có thể truyền tải ít nhiều nội dung của phim. Màu trắng là màu của sự tinh khiết, trong trắng, thánh thiện, nay được dùng cho hình ảnh của bàn tay mưu mô, nham hiểm mà mình vừa phân tích trước đó. Chính điều này đã tiết lộ cho chúng ta ít nhiều nội dung phim, cụ thể rằng một nhân vật vốn có xuất phát điểm là một người thánh thiện sẽ dần sa ngã và trở thành Godfather, cụ thể ở đây chính là Michael Corleone. Không những vậy, việc kết hợp giữa màu trắng và màu đen còn tạo nên sự liên tưởng về một bộ tuxedo lịch lãm, thứ thường gắn liền với hình ảnh của Don Vito Corleone. Một ý nghĩa khác của logo này mang nặng hơi hướng của tôn giáo, một hình ảnh đặc trưng của phim. Cụ thể thì Godfather hay bố đỡ đầu chính là một chức vụ thiêng liêng trong đạo Công giáo, khi họ chính là người giữ lấy đứa trẻ khi chúng được lãnh nhận bí tích rửa tội. Nếu như bạn chú ý kỹ thì thứ mà bàn tay trong logo đang cầm thực chất chính là cây thánh giá mà vị linh mục rơi trên đứa trẻ khi thực hiện nghi lễ trên, vì việc lựa chọn bố đỡ đầu cho trẻ hoàn toàn dựa vào sự quyết định của người bố và người mẹ, nên những ông bố đỡ đầu thường là những người được cả gia đình tôn trọng và yêu quý. Có lẽ các bạn cũng đã biết, vào những năm 50 của thế kỷ trước, các băng đảng mafia tại Hoa Kỳ thường được phân biệt và biết đến với những danh xưng như gia đình. Vì vậy, dễ hiểu khi Don Vito Corleone, người đứng đầu gia đình Corleone, người được tôn trọng và yêu quý nhất trong gia đình, được gọi bằng danh xưng thân thương Godfather, bố đỡ đầu. Bạn có biết từ Don trong Don Vito Corleone nghĩa là gì không? Tại Sicily, Italia, Don chính là một danh xưng cao quý được đặt trước tên riêng của một người nhằm thể hiện sự tôn trọng của mọi người dành cho người đó. Thường thì khi những linh mục, luật sư, giáo viên và một số ngành nghề cao quý khác trong lịch sử mới được gọi là Don. Theo thời gian thì danh xưng này còn được dành tặng cho những gia đình giàu có, quan trọng và quyền lực trong thị trấn. Điều đó cho thấy được Victor Corleone được mọi người yêu mến và kính trọng đến nhường nào. Có lẽ các bạn đã quá quen với những bộ phim sử dụng những tông màu tăm tối, âm u làm chủ đạo chính. Thậm chí, có cả một vị đạo diễn đã nổi tiếng với việc sử dụng tông màu này trong hầu hết các tác phẩm của mình, chính là Tim Burton. Tuy nhiên, nếu như chúng ta ngược dòng thời gian quay về những đầu năm của thập kỷ 70, thì đây lại là một câu chuyện khác. Điện ảnh tại thời kỳ này vẫn chưa quen với khái niệm
tương phản màu sắc trong điện ảnh. Vì hầu như tất cả những phim trong thời kỳ ấy đều cố gắng sao cho người xem có thể dễ dàng nắm bắt được tất cả những gì đang diễn ra trong khung hình. Vì thế, việc sử dụng tông màu đen tối cho phim không được coi là một ý tưởng đi trước thời đại, trái lại còn bị coi là một sự mạo hiểm không đáng có. Không những thế, hãng phim Paramount Pictures sau khi được xem qua một đoạn trích của phim đã vô cùng ái ngại và yêu cầu đạo diễn Francis Ford Coppola lựa chọn một tông màu tươi sáng hơn và dễ theo dõi hơn. Tuy nhiên, vị đạo diễn đáng kính này đã kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Vì thế, ắt hẳn, tông màu mà Francis lựa chọn cho phim hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, mà là chủ đích của ông. Không chỉ đơn thuần là như vậy, ông cũng đã từng sử dụng tương phản ánh sáng trong phim là một công cụ kể chuyện độc đáo và vô cùng hữu hiệu. Cụ thể là như thế nào? Phim mở đầu bằng khuôn mặt cận cảnh của Bernard Seras đang hòa lẫn vào trong bóng tối. Đạo diễn đã khéo léo tiết chế toàn bộ ánh sáng trong khung hình và chỉ có duy nhất một nguồn sáng thấp trên đỉnh đầu của ông, tạo ra được ảo giác về thị giác đối với người xem. Như thể khuôn mặt của ông khi này là một cái đầu lâu, một biểu tượng của cái chết. Việc làm này có hai ý nghĩa chính. Thứ nhất, nếu như các bạn đã xem qua phim thì ắt hẳn cũng biết được công việc của Bernard Seras là dịch vụ liệm xác và mai táng, thứ gắn liền với cái chết. Vì vậy, việc khuôn mặt của Bernard Seras được giới thiệu với người xem bằng một hình ảnh gắn liền với cái chết là một cách giới thiệu nhân vật vô cùng thông minh, khi đã không chỉ giới thiệu được cá nhân nhân vật mà còn góp phần giới thiệu cả bối cảnh xã hội đương thời qua câu thoại "Tôi tin vào nước Mỹ đã làm cho tôi giàu" của ông. Với một người phất lên như hành nghề mai táng là một chuyện chẳng hề bình thường chút nào. Ắt hẳn, đây là một xã hội nơi giết người và thanh toán lẫn nhau là việc diễn ra như cơm bữa. Chỉ bằng một chút dụng ý ánh sáng và hai câu thoại, đạo diễn đã khiến cho người xem có thể dễ dàng mường tượng được hầu hết bối cảnh của phim. Một bối cảnh được đặt trong một xã hội nơi luật pháp không còn chút tiếng nói nào và thế giới ngầm mới là những kẻ nắm quyền lực tuyệt đối. Kế đó là trường đoạn đám cưới của Connie và Carlo. Mình sẽ không phân tích chi tiết đám cưới này vì đã có kênh làm qua và đã làm vô cùng chi tiết. Thứ mà mình muốn nói đến chính là việc đan xen giữa hai bối cảnh trong trường đoạn này. Bối cảnh đám cưới ngoài sân và bối cảnh trong văn phòng. Không cần phải phân tích thì chắc hẳn các bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra sự đối lập giữa hai bối cảnh là khác nhau như thế nào. Nếu như bối cảnh của đám cưới ở ngoài sân tràn đầy ánh sáng và náo nhiệt thì bên trong, văn phòng bối cảnh lại vô cùng tĩnh lặng và tăm tối với vỏn vẹn ba nguồn sáng từ hai cửa sổ và chiếc đèn bàn ở phía bên phải khung hình, cách khá xa với các nhân vật. Việc đặt hai bối cảnh này song song và xen kẽ với nhau khiến cho người xem chúng ta hiểu được tầm quan trọng của công việc, ngang hàng với một sự kiện trọng đại, tượng trưng cho gia đình, là đám cưới và sự tương khắc giữa cả hai. Bóng tối trong phim còn là một công cụ đặc tả nội tâm nhân vật vô cùng sáng tạo và xuất sắc. Đầu tiên là nhân vật Don Vito Corleone. Trong hầu hết các phân cảnh của mình, ông đều xuất hiện trong bóng tối nhằm thể hiện bản chất đen tối, mưu mô của mình. Thậm chí, ngay cả khi ông ra ngoài dự tiệc cưới của con gái, khán giả vẫn có thể có được cái nhìn tổng quan về nhân vật này do đôi mắt của ông đã bị bóng râm che khuất. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và chúng ta có thể dễ dàng hiểu hơn về nội tâm và mục đích của nhân vật thông qua đôi mắt của họ. Vì thế, đôi mắt bị bóng râm che khuất của Victor càng khiến cho ông trở nên bí ẩn và khó lường hơn. Điều tương tự cũng có thể áp dụng cho Michael. Trong nửa đầu của phim, Michael luôn xuất hiện với bối cảnh đầy đủ ánh sáng, khiến cho người xem có thể dễ dàng thấy toàn bộ khuôn mặt của anh. Việc không có một chút sắc tối nào trên khuôn mặt cho người xem chúng ta thấy được, Michael khi này vẫn là một con người ngây thơ và lương thiện. Tuy nhiên, càng về cuối phim, Michael càng lúc xuất hiện càng nhiều với mảng tối trên khuôn mặt của mình với tần suất ngày một nhiều hơn, khiến cho hành trình trở thành bố già của anh càng trở nên rõ ràng và thuyết phục hơn. Nói cách khác, chính bóng tối là thứ song hành với anh trên con đường phát triển bản thân ấy. Để củng cố thêm cho luận điểm ở trên, chúng ta hãy lấy Sunny ra làm ví dụ. Sunny là một người con có tính cách bộc trực và thường không suy nghĩ trước khi hành động. Vì thế, trong hầu hết những phân cảnh của mình, kể cả khi đang trên cương vị chiếc ghế của bố già thay cho Vito, chúng ta không thấy được những mảng màu tăm tối bí ẩn trên khuôn mặt của anh. Thay vì trở thành một kẻ giật dây điều khiển từ trong bóng tối như cha mình, Sunny thường có xu hướng tự thân vận động. Cũng chính vì lẽ đó mà anh đã bị ám sát mà chết. Nếu như càng về cuối, Michael càng trở nên khó lường hơn, thì Vito sau khi rời khỏi chức vụ của mình đã trở thành một con người dễ nắm bắt hơn. Cũng bằng cách thông qua những mảng tối đã dần vơi đi trên khuôn mặt của nhân vật mà sự chuyển biến này trở nên rõ ràng hơn. Để rồi cho Vito chết, ông chết trong vườn cam của mình bên cạnh đứa cháu nội. Dưới bầu trời đầy nắng và trên khuôn mặt của ông chẳng còn mảng tối nào cả, hay nói cách khác, chẳng có bí mật nào nữa. Để có thể tóm tắt nội dung của phần phim The Godfather đầu tiên, có lẽ mình sẽ nói bộ phim xoay quanh một chuyển giao quyền lực của bố già Don Vito Corleone cho người con trai Michael của mình. Nhân vật Michael Corleone là người có sự chuyển biến nội tâm rõ ràng và mạnh mẽ nhất của bộ phim.
Đã có nhiều nhận định cho rằng sự chuyển biến tâm lý này không thực sự thuyết phục vì không có nền tảng xây dựng từ trước. Tuy nhiên, xuyên suốt cả nửa đầu phim, có rất nhiều chi tiết đã được báo trước cho sự thay đổi tính cách của nhân vật, từ một người hùng chiến tranh quả cảm lương thiện trở thành một ông trùm tội phạm mưu mô nham hiểm. Chúng ta hãy cùng đi qua từng chi tiết một nhé. Chi tiết đầu tiên nằm ở phân cảnh gia đình Corleone chụp hình cưới trong đám cưới của Connie và Carlo. Khi nhận thấy Michael không có ở đó, Vito đã nhất quyết không chụp nếu như không có anh. Điều đó cho ta thấy được rằng Michael có tầm quan trọng đến như nào trong lòng cha mình và để lại cho người xem một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi anh chưa có một câu thoại nào trước đó để làm nổi bật tính cách nhân vật của mình. Kế đến là sự kiện Vito bị ám sát và phải đưa vào bệnh viện. Khi này, chúng ta thấy được thái độ của ba người con trai của bố già, Fredo, sau khi để cho cha mình bị bắn, chỉ biết gục xuống mà khóc lóc, thể hiện rằng anh là một con người quá yếu đuối. Sonny thì điên tiết, cho quân đi khiêu chiến với bang Tartaglia với mục đích trả thù, thể hiện rằng anh là một con người có cái đầu nóng và không thể suy nghĩ thấu đáo. Chỉ riêng Michael, khi nhận ra cha mình đang ở bệnh viện và không có ai canh gác, anh đã nhanh trí chuyển cha mình vào một căn phòng khác, nơi anh có thể vừa giữ được an toàn cho cha và vừa có thể có một góc nhìn thuận lợi để biết kẻ muốn giết cha anh là ai. Hãy chú ý hơn vào phần đoạn này. Michael đứng nép sau cánh cửa và ta chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của anh. Trong ngôn ngữ điện ảnh, khi một nhân vật chỉ có thể hiện diện một nửa khuôn mặt, đó là thời điểm báo hiệu rằng nhân vật này có thể sẽ được chuyển giao trong bản ngã của mình, cụ thể là từ lúc thiện thành ác. Không những thế, nửa khuôn mặt bị che giấu còn cho chúng ta biết được rằng đây là một nhân vật có rất nhiều nội tâm, suy nghĩ và cả những bí mật. Đây có lẽ là bước khởi đầu cho sự thay đổi trong tính cách của Michael. Tuy nhiên, phân cảnh thể hiện rõ điều đó hơn cả lại là khi Michael lên kế hoạch giết Solonzo và Mark Klosky. Đây là một phân cảnh có tác dụng truyền tải vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc. Cụ thể thì hãy bắt đầu từ lúc Michael mới bước chân vào căn phòng. Nhân vật xuất hiện đầu tiên trong phân cảnh này chính là Sonny. Anh chiếm trọn hoàn toàn khung hình trong thời điểm này, khiến cho chúng ta, những người xem nhận ra rằng anh đang là người nắm quyền ở đây. Chi tiết này càng thêm củng cố khi ngay sau đó anh được bố trí ở trung tâm khung hình, đứng giữa Tom và Claire Maza. Thường khi nhân vật nằm ở trung tâm của một khung hình, họ phải là một người có sức ảnh hưởng và tầm quan trọng rất lớn trong không gian. Sonny trong trường hợp này không phải là ngoại lệ. Để củng cố thêm sức mạnh đang được thể hiện của mình, Sonny đã lớn tiếng tranh luận với Tom, khiến cho anh phải thu mình lại. Vì thế, thông tin đầu tiên mà chúng ta có được trong phân cảnh này chính là Sonny đang là thủ lĩnh, là người đứng đầu ở đây. Michael sau khi bước vào phòng thì lặng lẽ biến mất khỏi khung hình và ngồi vào chiếc ghế gần đó, thể hiện rằng trong căn phòng này hầu như anh chẳng có một chút quyền lực nào cả. Kế đó, Tom và Sonny bắt đầu di chuyển, tiếp tục cuộc tranh luận của mình. Khi này, chúng ta có một sự chuyển biến vai trò đầu tiên khi Sonny đã buông xuôi và đầu hàng trước lý lẽ của Tom. Ánh mắt của Sonny khi này cũng thể hiện được rằng Tom đã nhận được sự tôn trọng của mình. Đây chính là thời điểm mà Sonny dần đánh mất đi quyền lực của mình trong căn phòng và Tom mới chính là người đáng giữ được vị thế. Tưởng chừng như mọi thứ kết thúc ở đây thì điều ít ai ngờ tới nhất đã xảy ra. Michael lên tiếng, vị trí của anh đã được đạo diễn khéo léo xếp vào trung tâm của cả căn phòng cũng như toàn bộ khung hình. Trong điện ảnh, khi các nhân vật đang dần sa ngã và trở nên xấu xa, cơn thịnh nộ hay sự giận dữ sẽ là một dấu hiệu để giúp cho người xem nắm bắt. Tuy vậy, giọng điệu của Michael khi này chậm rãi nhưng quyết đoán và kế hoạch của anh đang vạch ra cũng vô cùng chi tiết tỉ mỉ. Máy quay khi này từ từ di chuyển và khung hình bắt đầu với hai nhân vật là Tom và Michael thì dần dần chỉ còn lại một mình Michael, thể hiện sự chuyển giao quyền lực từ Tom sang Michael và chính anh lúc này mới là người nắm lĩnh toàn bộ sức mạnh và quyền lực trong căn phòng. Ở trung đoạn sau đó, Sonny và những người trong căn phòng đã bật cười, trừ Tom, vì anh là người duy nhất nhận ra được sự chuyển giao này. Sonny có một hành động nhằm giành lại quyền hành của mình khi đã cố lấn át Michael bằng cử chỉ và câu chữ. Tuy nhiên, bằng sự điềm tĩnh và thái độ điềm đạm mà Michael đã thành công khiến Tom về phe của mình và bảo toàn được quyền lực mới có. Đây cũng chính là lúc mà Michael, từ một người hùng chiến tranh lương thiện, đã hoàn toàn sa vào con đường trở thành một bố già mới. Chỉ bằng cách bố trí các vị trí và tư thế các nhân vật mà đạo diễn đã thành công trong việc thể hiện sự chuyển giao quyền lực giữa các thành viên trong nhà Corleone. Câu nói, xin lỗi Sonny, đây không phải là chuyện cá nhân, đây là công việc, mà Michael đã nói sau đó không chỉ đơn thuần là một câu trả lời cho tình huống phim khi đó. Rất có thể, đó chính là lời mà Michael vô thức nói với Sonny sau cuộc chuyển giao quyền lực này. Nhắc đến Godfather mà không nhắc đến khía cạnh tôn giáo thì quả thật là một thiếu sót rất lớn. Có rất nhiều chi tiết liên quan đến tôn giáo xuyên suốt bộ phim, nhưng mình sẽ chỉ lựa chọn cảnh gia đình Corleone dự buổi lễ rửa tội cho con của Connie. Mở đầu phân cảnh, ta được hòa mình trong sự linh thiêng, tôn nghiêm và ấm cúng mà nhà thờ mang lại.
Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, chúng ta được theo dõi lần lượt từng bước, từng cử chỉ, hành động mà Michael đã vạch ra từ trước nhằm mục đích tiêu diệt những người đứng đầu các gia đình còn lại. Đây được coi là phân cảnh mạnh mẽ và ám ảnh bậc nhất trong lịch sử điện ảnh. Vì sao lại như vậy? Trong đạo Công giáo, bí tích rửa tội được ra đời nhằm mục đích gột rửa toàn bộ tội lỗi mà Adam và Eva để lại cho con cháu của mình. Việc gột rửa toàn bộ tội lỗi cho trẻ con ấy có mục đích cho chúng được bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, hay còn biết đến với cái tên đời sống linh thiêng. Vì sao mình lại đề cập đến chi tiết này? Một trong các nghi thức của bí tích rửa tội bao gồm cả việc linh mục sẽ hỏi một số câu hỏi để cho người đỡ đầu có thể thay thế trẻ trả lời. Trong số đó có cả câu hỏi "Con có từ bỏ Satan không?" mà ta đã nhìn thấy trên phim. Ngay khi Michael vừa trả lời "Thưa con từ bỏ", đạo diễn ngay lập tức cho người xem chứng kiến lần lượt cảnh những ông trùm ngã xuống. Đây là một sự đối lập trong cả hoàn cảnh lẫn khía cạnh đạo đức. Michael đã đáp lại lời của cha xứ mà không hề có một chút chần chừ hay ngần ngại, chứng tỏ rằng anh thực sự không quá để tâm để ý nghĩa lớn lao mà câu hỏi ấy đặt ra. Tôn giáo cũng có thể được coi là hình ảnh tượng trưng cho nhân tính của nhân vật, và việc Michael trả lời câu hỏi ấy một cách dứt khoát, không có lấy một chút ăn năn hay xung đột trong lương tâm, cho thấy rằng để trở thành và ngồi vào chiếc ghế của bố già thì Michael đã phải vứt bỏ hoàn toàn nhân tính của mình, chấp nhận để bóng tối, cái ác chiếm trọn lấy mình để có thể bắt đầu một cuộc đời mới, đen tối và xấu xa hơn. Đây chính là sự đối lập hoàn toàn với mục đích và ý nghĩa gốc của bí tích rửa tội, khiến cho cảnh phim này trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết. Và đó là những điểm đáng chú ý nhất của phim The Godfather. Tuy nhiên, vì lý do thời lượng nên mình không thể nào nhồi nhét hết tất cả các ý nghĩa lớn nhỏ trong video này được. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên để lại một nút like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Nếu như các bạn cảm thấy muốn biết thêm về bộ phim này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới để chúng mình ra phần 2 của video trong tương lai nhé. Đừng quên bấm vào nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo cho những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái và hẹn gặp lại. Where to wait out.